Xin chào các bác và anh em. Như hôm qua thì em đã chia sẻ với các anh em về hai chiếc vang số cao cấp, một chiếc D4 và một chiếc DK5000 ở bản nội địa Trung Quốc. Thì đối với chiếc D4 ấy, thì cái vấn đề cài đặt nó cũng là một vấn đề mà nó cũng là khó khăn rồi. Để mà có chất âm hay thì là nó là khó khăn. Chứ còn gọi là biết về chức năng hoặc là đưa ra một cái chất âm mà nó chưa được hay lắm thì nó dễ thôi. Thế nhưng mà để mà làm được nó tương đối hay, gọi là tương đối hay thì nó cũng là một vấn đề rồi. Và chiếc vang số này thì nó cũng có một cái mà em cũng chia sẻ với các bác anh em như thế này. Khi mà em làm cho các bác anh em ấy thì thường thường em làm là sáng tiếng. Sáng tiếng là sao? Là cái chất âm là nó sẽ phù hợp với những cái bộ dàn sáng tiếng. Và chế độ nịnh giọng này thì là cái effect nó sẽ hỗ trợ giọng hát. Và cái nó sẽ tương ứng với lại cái nhạc này này, ở dưới này là phần nhạc, phía trên là phần effect. Thì ở phía trên này ấy, thì 1 2 3 này nó tương ứng với lại ba cái phím effect ở trên mặt máy. Và có bổ sung thêm một cái chương trình ít vang nhại nữa để cho các bác anh em mà một là không thích hát nhiều effect, hai nữa là rơi vào một cái không gian mà nó nhiều vang nhại thì sẽ sử dụng chế độ này. Thế còn ở cái trong cái phần music và cái phần mix và các cổng xuất ra thì trên cái dòng vang số D4 ấy, thì nó nằm ở cái mục này. Ở mục này nó sẽ gồm những cái gì? Gồm ở cái phần mix này, gồm phần mix, phần music và các cổng xuất ra thì nó cái chất âm nó sẽ mang đặc tính ở cái khu vực này. Thì đối với dòng D4 thì thường thường em cũng làm 4 chế độ, ba chế độ sáng tiếng này. Sáng tiếng tức là phù hợp với cái bộ dàn sáng tiếng này, ra mix nịnh giọng này, là có thể sử dụng cho cái tính chất nhạc ra mix sôi động, nhiều bass, nhiều jack. Và một chế độ nữa là tối tiếng. Thế thì ở trên cái dòng vang số này khi cài đặt trên phần mềm ấy thì nó cho phép chúng ta chọn cái chế độ lúc khởi động. Giả dụ như mình tích vào đây và chọn chế độ sáng tiếng này chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ hiện lên là effect 1. Và nếu chúng ta chọn vào cái sáng tiếng ở trên này thì ở dưới này nó là cái scale 1. Còn nếu chúng ta thích đặt chế độ khởi động là cái chế độ jamming này chẳng hạn thì ở đây nó hiển thị lên là 2. Và nếu chúng ta chọn vào cái tối tiếng này thì ở đây hiển thị là 3. Nó tương ứng như là khi chúng ta chọn ở trên này là chế độ khởi động, thì đấy là cài đặt trên phần mềm thì sẽ là như thế. Thì đối với em thì em sẽ đặt cái chế độ phổ thông này, bởi vì bây giờ đa phần thì các bác hay dùng loa full chất âm lượng tương đối sáng, cho nên rằng là phần effect sẽ tương ứng với effect 1 và chế độ sáng tiếng. Cái hai effect 2 là nịnh giọng và cái 3 là dịp vợt. Thế còn nếu như chúng ta gọi cái ít vang nhại này ấy, thì chúng ta phải vào menu ở trên máy để mà gọi ra. Thế còn đặc biệt ở cái phần mix và cái phần music cũng như các cổng xuất ra thì chúng ta phải vào menu trên mặt máy để mà chọn cái chế độ. Thì khi em đặt là chế độ sáng tiếng là chế độ 1 1 này chẳng hạn, 1 và 1 chẳng hạn, là cái chế độ lúc khởi động này. Thế còn các bác mà muốn gọi các chương trình thuộc cái phần nhạc, phần mix và cái phần phần các cổng xuất ra thì các bác lại phải vào menu trên mặt máy. Thế thì bây giờ như vậy là sẽ thử luôn cái chế độ mà em đã làm ở trên cái dòng vang số D4 của cái bác ở Vũng Tàu này. Thì em mới phân tích với các bác là tại sao em lại làm như thế, và khi mà các bác nhận vang số thì các bác cũng biết cách gọi ra để mà sử dụng. Và bây giờ sẽ thử cái chế độ đầu tiên này là chế độ sáng tiếng. Cho nên một cái vấn đề là phải làm cho các bác và anh em nhiều chế độ để các bác anh em có thể là sử dụng mà nó tiện hơn. Thì mỗi một bộ dàn, mỗi một cái thiết bị, rồi cái sở thích, rồi không gian của mỗi gia đình khác nhau, cho nên buộc phải làm nhiều chế độ để cho các bác anh em sử dụng. Đây là chế độ đầu tiên này, 1, 2, 3, 4. Cho mic to lên tí nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Và tiếp đến là cái chế độ nịnh giọng này. Gọi cái chế độ nịnh giọng ra này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu. Và tiếp đến là chế độ dì vợt này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, chín. Và tiếp đến là chế độ ít vang nhại này, chế độ ít vang nhại.
Thì đối với các bác mà thích ít vang nhại thì sử dụng chiến đoạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Thế thì bây giờ là cái chế độ tối tiếng đấy chẳng hạn. Bây giờ sẽ thử cho các bác nghe được là khi mà chuyển cái phần nhạc, phần mic và các cổng xuất ra ở chế độ tối tiếng. Thì ở chế độ tối tiếng này thì nó có thay đổi hết. Cả phần mic nó khác này, phần music nó khác, phần effect nó khác và các cổng xuất ra nó khác. Và cái chế độ sáng tiếng thế nó sẽ có cái sự thay đổi về mic, về music, về các cổng xuất ra. Thì đây nó là cái chế độ ở chế độ nhạc và mic là tối tiếng này. Thế còn effect này lại thử. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu. Tiếp đến là chế độ nịnh giọng này, nhưng mà nó nằm ở cái phần nhạc và cái phần mic cũng như là phần các cổng đầu ra ở cái tối tiếng. Thì bây giờ chế độ nịnh giọng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Thì ở trong các cái chế độ ở cái phần nhạc và phần mic, phần các cổng xuất ra này có sự khác nhau. Để các bác cứ để ý xem ở mỗi một chế độ này là nó khác nhau đấy. Cái chế độ gì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Bây giờ các bác sẽ thấy được rằng là cái sự khác nhau ở từng chế độ này. Các bác để ý cái phần phần mic của từng chế độ này nó khác nhau này. Đây này. Các bác sẽ để ý được cái phần mic ở trong từng chế độ nhé. Giả dụ chế độ sáng tiếng này. Các bác để ý giải quen dơ có sự thay đổi này. Đây là giải quen dơ của chế độ sáng tiếng này. Giải quen dơ của chế độ nịnh giọng này. Giải quay dơ của chế độ tối tiếng này. Đây là phần phần mic. Và kể cả cái phần music này, các bác cũng thấy được là mỗi một chế độ này. Phần music này. Mỗi một chế độ này thì nó cũng có sự khác biệt. Đây các bác nhìn được cái các chế độ ở trong cái phần music của từng chế độ đây. Đây là chế độ sáng tiếng này, chế độ tối tiếng này, chế độ dẻ mic định giọng này, dẻ mic định giọng. Dẻ mic định giọng này, chế độ tối tiếng này. Thì mỗi một chế độ này thì cái căn chỉnh về cái giải quay dơ cũng có khác nhau. Để cho nó tương đồng với các cái phần effect ở phía trên này này là nó có sự tương đồng khác nhau. Thì và bây giờ em sẽ chuyển sang cái chiếc DK5000 này đi, để cho các bác thấy được rằng cái sự khác biệt ở 8 chế độ. Và đây là chiếc DK5000 này. Đây là chiếc DK5000. Đây là DK5000 này. Thì chế độ 1 này. Các bác bây giờ vào cái phần mic đi. Đây là chế độ 1. Chế độ 1 của chiếc DK5000 này. Chế độ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là chế độ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Đây chế độ 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 3 này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Chế độ 4 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đợi em tí nữa. Cắt mắc lại phải đợi em tí quên này. Vẫn giờ chưa kết nối. Quên. Bây giờ mới kết nối này. Bây giờ sẽ kết nối vào chiếc vang số DK5000 này. Và chế độ 1 này. Đây chế độ 1. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Tiếp đến là cái chế độ 3 là chế độ nịnh giọng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 4 này là chế độ dì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Tiếp đến là chế độ hỗ trợ giọng hát này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 6 là chế độ ít vang nhại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 7 là chế độ e cho này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Chế độ 8 này làm cho bác này là 8 chế độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6. Thì vừa rồi thì em cũng đã thử cái chất âm cũng như là cái phương pháp mà em làm ở trên các dòng vang số mà của các bác anh em gửi đến để căn chỉnh. Thì để cho các bác anh em có thể là nắm được về cái cách làm của em, cũng như là các bác có thể là nghe được sơ qua cái chất âm mà em đã làm ở trên các cái dòng vang số, những chiếc vang số mà các bác anh em gửi đến. Thì ngày hôm nay em cài rất nhiều những chiếc vang số Theta Casio E để gửi cho các bác và anh em các tỉnh thành khác nhau, và kể cả vang số X5, và cũng vừa nhận được một chiếc vang số của hãng DMX DK6000 của một bác ở Quảng Ninh, bác gửi đến để căn chỉnh lại. Thì em chia sẻ các bác anh em về cái chế độ mà em đã làm ở trên những cái chiếc vang số cao cấp mà được đánh giá là hay. Thế thì em đã chia sẻ rồi, tức là đối với chiếc vang số cao cấp và có thể là làm nhiều chế độ thì cũng cố gắng làm thật nhiều chế độ để cho các bác anh em có thể là áp dụng nó được dễ nhất. Các bác cứ gọi nó ra, cái nào nó hợp với lại bộ dàn, hợp sở thích thì các bác cứ gọi ra sử dụng. Tất cả các chương trình em làm ở trên chiếc vang số DK5000 là 8 chế độ, thì các bác cũng là 8 chế độ của phần nhạc khác nhau, phần mic khác nhau, phần effect khác nhau. Và kể cả là trên chiếc D4 này thế cũng có 3 chế độ nhạc khác nhau và 4 chế độ effect khác nhau. Thì các bác có thể là nắm được để các bác có thể là gọi nó ra để mà sử dụng cho được tốt hơn.